không biết là chìa khóa kiểu gì mà nó này để xe đấy. Không biết là đi chỗ gì. Thế là mẹ đi gửi đâu? Mẹ ơi, mẹ đi gửi đâu? Thế là mẹ nhắn tin cho thằng này, mẹ bảo là hết 132 thì nữa, thế nó bỏ ui đắp bãi thôi, mẹ đừng gửi nữa, mẹ hủy đi. Thế bây giờ sang bảo cô cái gì, cô nhắn cái tụi gì, cô bảo là nó bỏ quá thời gian hủy rồi, không hủy được. Thế xong rồi bữa giờ cái thằng kia nó mới ngoài đến đây, thế mới bảo là thế mày cứ hủy được cho cô, mình hủy đi, nó bỏ hủy được. À giờ hủy thì cô hủy chứ nó bỏ hủy được. Thế xong là mẹ đi tìm cho nó rồi, chắc tụi nó lại bảo là thế, nhưng mà cháu này kích vào rồi, cái này kích vào là nhận đơn rồi thì bỏ nó hủy đi là được mà, bỏ nó hủy đi xong rồi đưa cho nó 20 tiền công nó xe nó đến đây là được mà. Nhưng mà nó có bảo thế đâu, thế là bảo thế cháu quậy chứ các anh kia nhá. Thế mẹ nó cứ phải bảo là chỉ sợ đến đây muộn không gặp nó đấy thì sao, thế là bảo cháu quậy cho anh kia, thế bảo quậy anh kia nó không liên lạc được, không liên lạc được. Thế xong là mình bảo thế thì mày hủy đi, xong rồi đến đây mày hủy cho ai. Mẹ mày đúng đứa làm khổ mình đi, mày ảm đâu hết.